không chỉ với nhà phố, theo khảo sát của bản tin nhà đất và đầu tư, nhiều dự án chung cư tại các huyện ven Hà Nội cũng đang bị thổi giá khi được giao bán lên tới 70 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể, dự án Eco Green, xã Tân Triều, huyện Thanh trì, giao bán các căn chung cư với mức giá từ 65 đến 71 triệu đồng một mét vuông. Tại huyện Hoài Đức, dự án An lạc Green Symphony, Wisteria đang có giá dao động từ gần 60 đến 73 triệu đồng một mét vuông tình trạng tăng giá phi lý đang diễn ra ở tất cả các phân khúc bất động sản trên thị trường lượng giao dịch rất ít và chủ yếu trong giới đầu cơ do tâm lý người dân chuyển sang chờ đợi bởi vượt quá khả năng chi trả nếu cơ quan chức năng không kiểm soát lại giá bất động sản khả năng thanh khoản có nguy cơ bị trì trệ gây mất ổn định thị trường